Bởi vì mấy bạn không biết thôi chứ quá khứ hồi xưa Phú là Phú đã từng mập tới 110 kg đó mọi người. Ghê chưa? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của mình là Hoàng Phú. Và hôm nay thì mời tất cả các bạn, tất cả mọi người cùng ăn măng tây với mình nha. Hôm nay măng tây là nhân vật chính mọi người ơi. Thì hôm nay Phú làm rất là nhiều món với măng tây luôn. Đây là cái món thịt bò cuộn măng tây. Thịt bò cuộn bên ngoài, măng tây ở giữa, ở bên trong đó mọi người. Còn đây là cũng là cuộn luôn, nhưng mà là thịt ba chỉ heo cuộn măng tây bên ngoài. Còn đây là cái món này là Phú tự chế nha mọi người ơi. Phú cắt cắt măng tây ra xong rồi phú để vô trong cái lò nướng và phú cho thêm phô mai ở trên. Măng tây nướng phô mai tan chảy. Còn bên đây là măng tây xào bơ tỏi thôi mọi người, măng tây xào bơ tỏi. Còn đây là bánh crepe sầu riêng với lại bánh lăng chanh dây, ăn tráng miệng chơi cho vui vậy thôi. Bây giờ Phú ăn nha, không để mọi người đợi lâu. Phú sẽ ăn. Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Mời tất cả mọi người cùng ăn với Phú nha. Bây giờ Phú sẽ ăn trước cái món này đi. Món bò. Thơm. Để bây giờ là trong phòng Phú là nó dậy mùi hết rồi mọi người ơi. Thơm mùi bò, mùi bơ tỏi rồi vân vân. Nè. Phú mời tất cả các bạn, tất cả mọi người cùng ăn với Phú nha. Cái măng tây nó giòn, nó ngọt ngọt. Còn thịt bò thì mình Phú nêm vừa ăn lắm mọi người. Cho nên là nó rất là ngon, nhưng mà có điều là Phú nướng hơi bị dai một chút thôi. Biết sao mọi người, Phú sợ măng tây nó không có chín, nên là Phú phải nướng hơi lâu một chút, nên là bò nó cũng hơi bị dai một chút. Trong cái thịt bò này thì Phú nêm với lại nước tương nè, rồi một chút bột nêm, rồi một chút dầu hào, một chút xíu tỏi. Ướp khoảng 20 đến 30 phút rồi mọi người. Thịt bò hơi dai một chút thôi, Phú sẽ nút kinh nghiệm. Phú sẽ chấm với nước tương. Ôi trời ơi, nó gớt thịt bò xuống rồi mọi người. Ăn ngay cái củ no á, nó ngọt ngon lắm. Ăn ngay cái củ mà nó non lắm mọi người, nó ngọt. Chỉ có thịt bò là Phú làm hơi bị dai thôi. Lỗi Phú. Bây giờ Phú sẽ ăn qua tới măng tây mà Phú cuộn với lại thịt ba chỉ bên ngoài cho mọi người. Đó. Lý do cái cọng măng tây nó héo queo là bởi vì Phú nấu quá kỹ. Lý do là tại vì thịt ba chỉ đương nhiên nó sẽ khác thịt bò mọi người ơi. Ba chỉ nó lâu chín lắm, cho nên là Phú nướng hơi lâu hơn một chút. Ngon quá.
Với thịt heo á, thì Phú nướng vừa chín tới nên nó ăn rất là ngon. Còn về cái gia vị thì Phú cũng nêm y gan như là mình nêm với lại thịt bò thôi mọi người. Miếng thịt bò heo nó bự quá cho nó ngập hồng phố luôn. Nhưng mà thịt heo ăn nó vừa chín tới, ăn nó ngon, nó ngọt mọi người. Và ăn cái cọng ba chỉ á, cho nên là nó có miếng mỡ mỡ nên béo béo. Ăn chung với lại mặc dù cái cọng măng tây này nó hơi bị khô một chút, nhưng mà ăn rất là ngon mọi người. Vẫn còn mọng nước bên trong và vẫn còn ngọt ngọt, rất là ngon. Hai cái này mình nêm cũng tự tự nha mọi người, với nước tương, với hạt nêm, xíu tiêu nữa nha, xíu dầu hào, tỏi, cho nó dậy thơm mùi là xong. Phú ướp có 20 phút mọi người mà có thời gian mọi người ướp thêm nửa tiếng hoặc tiếng gì đó, cho nó ngon hơn. Ăn qua tới cái gì măng tây xào bơ tỏi nè, măng tây xào bơ tỏi như mình phải chấm nước tương mới đúng bài đúng không mọi người. Cái măng tây nó giòn, nó ngọt, bơ tỏi thì thơm béo béo, thơm mùi bơ, béo béo bu bơ, thơm mùi tỏi, chấm chung với nước tương. Cái này mọi người ăn với cơm cũng ngon đó mọi người. Măng tây này mình đặt trên mạng 120.000 một ký, không biết là có đúng giá hay không. Vì cái cuốn nó hơi bị già mọi người ơi. Vì hiện giờ Phú đang quay là buổi trưa đó mọi người, mà mọi người cùng ăn trưa Phú nha. Bạn nào á đang chưa ăn trưa cùng Phú nha. Và hôm nay các bạn ăn trưa với gì, comment điểm danh cho Phú nha. Thật sự nha, Phú không biết ăn măng tây luôn, từ nhỏ đến lớn cho đến khi mà Phú đi học đại học. Rồi Phú ăn chung với bạn Phú á, thì bạn Phú nó có hay đem măng tây lên để nó xào với thịt bò nè, rồi nó xào không vậy đó, ăn rất là ngon luôn, Phú bị ghiền luôn mọi người. Chứ nhà Phú rất ít ăn măng tây lắm. Đến khi mình lên học đại học mới biết. Đây là củ măng tây tươi mọi người, mình để chưng gió đẹp vậy đó. Một hồi nữa mình ăn thử, ăn sống thử có như thế nào nha mọi người. Còn đây là Phú sẽ thử qua tới măng tây tan chảy với lại phô mai tan chảy cùng măng tây. Món này Phú tự chế mọi người ơi. Thơm cái mùi phô mai lắm, chấm với nước mắm chua ngọt là ngon. Ăn cũng được nha mọi người. Cái cây măng tây này nè, nó ngọt. Rồi khi mà các bạn ăn chung với lại phô mai thì nó thơm mùi phô mai và nó béo. Bản chất tại sao Phú không nêm cái gì vào trong đây, bởi vì bản chất cái phô mai nó đã mặn rồi mọi người.
nó đã có vị mặn mặn nhẹ không? Mọi người ăn kèm với lò đường hoặc là mọi người thấy không? Nhạt thì mọi người chấm thêm nước mắm thôi. Ngon. Măng tây ăn vừa có chất xơ, tốt cho sức khỏe mà các bạn có thể làm được nhiều món. Còn măng tây nó hơi bị khét một chút. Bởi vì Phú sợ thịt không chín đó mọi người. Rốt cuộc thịt thì vừa chín, còn măng tây thì nó muốn khét luôn. Ngon. Mọi người còn nhớ cái tủ bên đây không? Bây giờ Phú không cho đi ra ngoài nữa. Bây giờ cái background Phú đang design nó, sắp xếp, lên thiết kế các kiểu cho nó đẹp. Mọi người có ý tưởng gì không? Comment dưới. Đang thiết kế mọi người cho hơn 6. Chưa được hoàn thiện. Phú thấy mấy cái kênh mà Phú có con một số những cái cơ mọi người thì thấy không, mấy anh chị đi trước á có ăn cái này bằng sống luôn mọi người. Phú ăn thử coi nó như thế nào mọi người. Phú chẳng hạn như là kênh của chị Quỳnh Trần GB vậy đó, chị ăn và Phú cũng rất là thích cái những cái video của chị luôn. Và Phú vô tình coi được cái video mà chị ăn măng tây, nhưng mà cái đó là măng tây Nhật mọi người ơi, không biết măng tây Việt Nam như thế nào, nhưng mà cứ ăn thử coi, ăn thử măng tây sống coi như thế nào. Cái cuốn cho nó thì nó còn hơi bị hôi cái mùi sống á mọi người. Cái mùi sống là cái mùi sao? Cái mùi sống là cái mùi giống như cái mùi giá sống hay là những cái mùi đậu đổ, nói chung là mấy cái mùi rau sống á mọi người. Thì nó còn hơi cái mùi đó. Nhưng mà cái vị nó thì ngọt, giòn. Nhưng mà càng ăn về sau thì nó càng hơi chát. Hơi sống, hơi cứng mọi người ơi. Thì Phú nghĩ là ăn không được đâu. Còn hình như là những cái măng tây của mấy anh chị mà ở nước ngoài thì chắc là do là cái giống măng tây đó người ta có thể ăn sống được. Phú thấy chị Quỳnh ở trong kênh của chị Quỳnh Trần GB đó mọi người, chị ấy ăn với lại măng tây mà màu trắng, măng tây mà màu tím luôn, mà nhìn ăn rất là ngon luôn. Mà Phú nghĩ là do cái giống cây nó như vậy đó mọi người, nên là ăn được. Còn cái này của Việt Nam mình thì mình phải chế biến nó. Để cho nó chín, nó chín luôn cả cái phần cái cuốn đằng sau này đó mọi người. Ăn nó sẽ đỡ ghé hơn. Ăn thêm cái bên bơ tỏi nè mọi người. Cái bơ tỏi này á mọi người chấm nước tương nó sẽ hợp hơn mọi người. Bởi vì á cái măng tây sốt bơ tỏi nè, cái măng tây xào bơ tỏi nè, là có chín nêm đúng cái hạt nêm thôi. Chỉ có hạt nêm, một xíu hạt nêm thôi. Rồi sau mọi người chấm nước tương cũng ngon. Thơm mùi bơ, bỏ bơ vào, bỏ tỏi vào, thơm mùi bơ, thơm mùi tỏi. Nêm thì Phú chỉ nêm một ít, miếng hạt nêm thôi. Nhiều cái củ ăn non đó mọi người, nó ngọt đó. Sẽ hết được măng này không ta? À đúng rồi, nhiều bạn hỏi Phú thể thao ăn nhiều mà không có mập. Thật ra nhiều bạn hỏi Phú là tại sao ăn nhiều không mập, rồi ăn ngày nào cũng ăn này kia. Thật ra là không có đâu mọi người. Phú cũng thuộc cái dạng mà mập á, tức là không phải là mình gây, cũng không phải là ăn nhiều mà ốm bình thường như người ta, Phú vẫn mập. Bởi vì mấy bạn không biết thôi chứ quá Phú hồi xưa Phú là Phú đã từng mập tới 110kg luôn mọi người. Ghê chưa? Phú bị béo phì luôn.
nhưng nó muốn giảm cân bằng một cách nào đó, muốn có cái ý chí, muốn giảm cân, muốn tính á là sẽ làm những video chia sẻ giảm cân cho mọi người. Tại vì Phúc trải qua tới hai quá trình giảm cân lần, và hai quá trình đó Phúc áp dụng hai cái cách khác nhau nhưng mà nó đều hiệu quả luôn. Nên là Phúc sẽ cố gắng chia sẻ cho mọi người cái cách mà giảm cân của Phúc, cũng như là sẽ bật mí những cái cách mà mọi người ăn nhiều đồ ăn nhưng vẫn có thể giữ dáng, cho dành cho những bạn mà làm về kênh ăn uống giống Phú, kênh Búp Ban, nó không bị mập quá đà này kia. Nhiều người chọc Phú bút nói là ăn xong rồi móc học nói đâu có được, làm gì mà được, mọi người không thấy Phú đang nuốt vô hả? Trời ơi, miếng phô mai nè mọi người. Đang chảy ra, tại vì cái món này Phú làm cuối cùng á, cho nên là nó còn chảy, chứ không thôi để lâu nó cứng lại. Làm sao mà mất hồn nói được mọi người, nuốt vô rồi. Nhớ lại Phú quay video trong lúc Phú ăn, Phú có cắt gì đâu. Mấy bạn nào mà chưa ăn từng ăn măng tây á, ăn thử đi. Ok á. Ngoài những cái món mà hôm nay Phú làm ra, Phú nghĩ là măng tây còn làm được nhiều món khác nữa mọi người. Không chỉ có nướng, mình còn có xào. Rồi hấp chảo. Cái thịt heo á, Phú nướng hồi chín tới ăn ngon ghê. Vẫn còn một nước mà nó mềm, vừa đủ độ mềm. Hai cái này, cái nào được cái này thì mất cái kia mọi người. Cái này thịt bò chín quá nhưng mà bù lại thì măng tây nó ngon. Còn bên đây thì thịt heo nó vừa chín tới, ngon. Thì măng tây nó lại khô đét. Nó lại bị bị khô, bị cháy. Ngon ghê. Ăn thêm một cục bên đây nữa thì Phú nghĩ mọi người ơi, bây giờ đang ngủ chưa mà buổi sáng ăn cơm rồi, mọi người thấy Phú ăn ghê không? Nhưng mọi người ăn ngon tới món cháo miệng. Ăn thử cái bánh crepe sầu riêng nha mọi người. Đây, mời tất cả các bạn cùng ăn bánh crepe sầu riêng với mình nha. Bên trong nhân là có kem rất là béo, với lại thơm sầu riêng, có sầu riêng trong đây nữa. Xào với sầu riêng, mình có sầu riêng có gì. Rất là béo, thơm mùi sầu riêng và cái da bên ngoài thì nó hơi dai. Được nha. Ngon lắm, Phú mê bánh crepe sầu riêng đó mọi người. Còn cái này là bánh flan mà chanh dây nha mọi người. Nè, như dưới đế nó có chanh dây thì nè. Bây giờ Phú ăn thử nha. Ngửi mùi thì chưa thấy có mùi gì. À quên, hai cái món này Phú đặt ở trên mạng luôn mọi người. Đặt ở trên mạng mà vô cái trang web mà ăn vặt gạch giá mọi người.
mấy bạn đăng rất là nhiều món mà mấy bạn bán, mấy bạn có ship tận nhà luôn, cho nên là hôm nay Phú đặt ăn thử. Bánh flan thì nó béo, rồi nó thơm nhẹ mùi sữa. Còn cái mùi mà trên da cũng chưa thấy nhiều nha mọi người. Dưới đế thì nó có cái vị chua chua nhẹ. Còn cái mùi mùi trên da cũng không thấy nhiều mọi người ơi. Bù lại thì cái bánh thì nó béo và nó thơm mùi sữa. Và sao Phú thấy nó có cái màu lạ lắm mọi người, cái màu nó là màu xanh. Xanh đậu chuối. Nhưng mà dẫu sao ăn cũng ngon. Nhưng mà là bánh, đây là người ta gọi là bánh wrap chanh dây, á lộn, bị khùng rồi. À bánh flan chanh dây, nhưng mà không thấy cái mùi chanh dây nhiều. Mà nó béo mọi người ơi, béo quá. Thì Phú cũng xin dừng video của Phú lại tại đây, bởi Phú cũng đã no rồi mọi người ơi. Thì Phú cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Phú. Và nếu các bạn thấy video của Phú hay, thư giãn và thoải mái thì hãy cho Phú một nút thích, like cũng như là một nút chia sẻ video để cho tất cả mọi người cùng biết nha. Và ủng hộ kênh Phú bằng cách là nhấn vào nút đăng ký, subscribe cũng như là nút chuông thông báo để không bao giờ bỏ lỡ những video mới nhất nào của Phú nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.